Mỗi khi nhìn vào điện thoại thông minh Ram GT Neo hay Neo Green, tôi lại trào dâng mong muốn mua một chiếc Ford Mustang với màu Grabber Lam nổi tiếng, hoàn chỉnh với các sọc đen. Người nghĩ ra phối màu xanh đen và xanh đen của GT Neo 2 chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi màu xe cơ bắp mang tính biểu tượng nhất này của Ford. Grabber Lam sang không dành cho những người nhút nhát và thích nghỉ hưu, và Neo Green GT Neo 2 cũng vậy. Neo Green không phải là tùy chọn màu duy nhất cho Ram GT Neo 2. Nó cũng có màu xanh lam khá đẹp cùng với màu đen cơ bản mà bạn hoàn toàn không nên mua. Nếu bạn định mua một chiếc, hãy mua nó với màu Neo Green hoặc Neo Blue. Hãy tôn lên độ sáng, đeo kính râm của bạn và tận hưởng sở hữu một chiếc điện thoại nổi bật giữa đám đông. Ram đã kết hợp bảng điều khiển phía sau màu xanh lá cây vôi phản chiếu với khung xe màu đen và hoàn thiện vẻ ngoài bằng một vài sọc đen. Nó gần như đã phá hỏng giao diện bằng cách thêm cụm từ tiếp thị Detolit vào sọc mỏng nhất, nhưng tôi có thể bỏ qua nó. Ram, không ai ngoài bạn quan tâm đến cụm từ này. Và điện thoại sẽ trông đẹp hơn nếu không có nó. Mặt kính mịn và mát khi chạm vào, trong khi các phần màu đen có lớp hoàn thiện bóng hơn và mang lại cảm giác cầm nắm chắc tay hơn. Nó chỉ nặng dưới 190g và có độ dày 9mm, nằm trong lòng bàn tay của bạn một cách thoải mái và chắc chắn. Nó không tạo ra đột phá mới về thiết kế, nhưng mô đun máy ảnh được bố trí hấp dẫn và phím nguồn được kết cấu tinh tế bổ sung một số tiện ích cho một thiết kế tiêu chuẩn khác. Nhưng màu sắc mới thực sự nâng tầm điện thoại lên trên các đối thủ. Tôi nghĩ nó trông tuyệt vời. Đó là bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 875G bên trong với RAM 8GB hoặc 12GB. Thay vì chip Snapdragon 888, Snapdragon 888 thường được coi là bộ vi xử lý phải có trong một chiếc điện thoại hàng đầu. Nhưng sự thật là Snapdragon 870 giống như 2.3 EcoBoost trên Mustang là quá đủ cho hầu hết mọi người và xử lý các tác vụ hàng ngày mà không gặp vấn đề gì. Tôi đã không sử dụng điện thoại trong một thời gian dài, nhưng đủ để thấy rằng hiệu suất không phải là vấn đề. Tôi đã chơi Asphalt 9 Legend trong 30 phút và điện thoại không bị giật hoặc nóng lên. Thêm vào đó, thông qua thiết lập và cài đặt ứng dụng, tất cả đều diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Điện thoại được cài đặt Android 11 và Ram UI 2.0 cùng một hệ thống được sử dụng trên tất cả các điện thoại gần đây của nó, bao gồm Ram GT Master Edition và Ram 85G. Màn hình AMOLED 6.62 inch có tốc độ làm tươi 60Hz hoặc 120Hz, có thể chuyển đổi chứng nhận HDR10+, độ phân giải 2400x1080px và độ sáng tối đa 1300 nit. Đó là một màn hình phẳng với tỷ lệ khung hình 29, làm tăng thêm hình dạng khá chung chung của điện thoại, nhưng với bảng màu lạnh hơn các điện thoại như iPhone 13, nó đầy màu sắc và được xác định. Xem YouTube cũng nhấn mạnh đến loa âm thanh nổi lớn. Ram lưu ý rằng GT Neo 2 có hệ thống làm mát bằng thép không gỉ được nâng cấp đáng kể và nó có pin lớn 5000mAh bên trong với hệ thống sạc có dây SuperDAT sạc 65W của công ty để sạc 100% trong 36 phút. Điều này làm cho gói GT Neo 2 tổng thể rất tốt cho đa phương tiện. Chụp ảnh mô đun máy ảnh có camera chính 64MP với tính năng tự động lấy nét theo pha. Camera góc rộng 8MP và camera macro 2MP cơ bản. Tôi chỉ chụp được vài chục bức ảnh trong một ngày u ám, nhưng tôi khá ấn tượng với kết quả từ camera chính. Với tính năng HDR hiệu quả, máy ảnh của GT Neo 2 đã cân bằng rất tốt bầu trời xám, nhiều mây với môi trường xung quanh, thể hiện bầu không khí đầy tâm trạng trong khi vẫn thu được màu sắc và chi tiết trong bóng tối. Đáng ngạc nhiên, máy ảnh góc rộng cũng cho thấy sự nhất quán khá tốt nhưng có thể bị vấp khi ánh sáng yếu. Không có câu hỏi nào về sự nổi bật của nó, và nó có khả năng sẽ thu hút được nhiều người nhất.
nhưng cũng giống như việc luôn có một thứ gì đó vui nhộn, nổi loạn và thích sở hữu một chiếc xe cơ bắp trong màu xanh này, tôi nghĩ rằng có những người cũng sẽ thực sự yêu thích nó trên điện thoại. Chia sẻ hữu ích nhé!